Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở gần Moscow, đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 143 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Tổng thống Putin tuyên bố quốc tang vào ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công. Ngay sau sự việc diễn ra, cơ quan truyền thông Ahmad của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS là nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Bàn về người đứng sau vụ tấn công ở Moscow, nhiều nhà phân tích an ninh ngày 23 tháng 3 nhận định tuyên bố nhận trách nhiệm của IS dường như là đáng tin. Đơn cử như ông Adam Donick, chuyên gia an ninh người Cộng hòa Séc, người từng nghiên cứu các cuộc tấn công cực đoan trước đây ở Ấn Độ, Kenya, Nga và các nơi khác. Theo ông Donick, các cuộc tấn công của các tay súng cướp bóc là phương thức hoạt động điển hình trong những năm gần đây của IS và Al-Qaeda. Tuy nhiên, một yếu tố bất thường trong vụ Nga là thủ phạm trốn thoát thay vì liều chết chống trả lực lượng an ninh. Ông Donick khẳng định việc các tay súng thực hiện cuộc tấn công và trốn thoát cho thấy mức độ lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ. Đồng quan điểm, ông Yassin Musabat, chuyên gia an ninh người Đức, cho biết ngôn ngữ, nội dung và các kênh liên lạc được sử dụng để tuyên bố nhận trách nhiệm cho thấy tuyên bố này chắc chắn đến từ IS. Theo hãng tin Reuters, IS có động cơ mạnh mẽ để tấn công Nga. Chuyên gia Colin Clarke thuộc trung tâm SOFAN, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, Mỹ, nói IS-ISK đã nhắm vào Nga trong 2 năm qua, thường xuyên chỉ trích Tổng thống Putin trong các chính sách của nước này. Trong khi đó, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho rằng các nghi phạm có liên hệ với người Ukraine và đang cố gắng chạy trốn qua nước láng giềng. Tổng thống Putin cũng nói rằng tất cả nghi phạm bị bắt giữ và những kẻ tham gia vụ tấn công đều cố gắng trốn thoát về phía Ukraine. Ông Putin cho biết, 4 kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố man dợ đều bị giam giữ. Bọn chúng cố gắng chạy trốn về phía Ukraine. Theo báo cáo sơ bộ, một đường tẩu thoát vượt biên sang Ukraine đã được chuẩn bị sẵn. Theo Tổng thống Nga, tổng cộng có 11 kẻ khủng bố đã bị giam giữ. Cơ quan an ninh trước đó cho biết 7 người còn lại bị bắt với vai trò đồng phạm. Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khai nhận được thuê để giết người với giá 1 triệu rúp, gần 11.000 USD. Theo đối tượng này, cách đây một tháng, y đã được người điều hành là trợ lý của nhà truyền giáo liên lạc qua Telegram và được cung cấp vũ khí. Trước những thông tin mà Nga đưa ra, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang tìm cách đổ lỗi cho Kiev trong vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3 ở Moscow. Ông Zelensky phát biểu như thế vào tối ngày 23 tháng 3, sau khi ông Putin tuyên bố 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ông Zelensky nói, những gì xảy ra hôm qua ở Moscow rõ ràng là cách mà Tổng thống Nga Putin và một số người đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác. Họ luôn có những công thức giống nhau, chuyện này từng xảy ra trước đây. Đã có những vụ đánh bom vào các ngôi nhà và các vụ xả súng và các vụ nổ, và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Ông Zelensky cho biết thêm, ông Putin lại im lặng suốt một ngày và nghĩ cách chuyển hướng câu chuyện sang Ukraine. Những điều này hoàn toàn có thể đoán được. Đài CNN dẫn hai nguồn tin tình báo cho biết bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái đã có nguồn tin tiết lộ chi nhánh IS ở Afghanistan, IS-ISK quyết tâm tấn công ở Nga. Một trong những nguồn tin nói rằng thông tin tình báo khá cụ thể và tình báo Mỹ đã cảnh báo Nga về điều đó. Tuy nhiên, đài CNN không rõ liệu cảnh báo đó có liên quan đến cảnh báo ngày 7 tháng 3 của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow hay không. Khi ấy, phía Mỹ cảnh báo những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập lớn ở thủ đô Moscow. Theo hãng truyền thông nhà nước RIA Novosti, trong tháng qua, Nga đã ngăn chặn một số vụ việc liên quan đến IS. Vụ tấn công khủng bố ở Nga khiến hơn 60 người tử vong đã khiến cho dư luận thế giới dậy sóng. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết, những kẻ tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc gần Moscow sẽ bị truy lùng và tiêu diệt không nương tay. Bên cạnh đó, các nước trên thế giới cũng đã lên tiếng về vụ việc kinh hoàng này. Cụ thể, Nhà Trắng lên án vụ tấn công khủng bố lớn gần thủ đô Moscow, Nga hôm 22 tháng 3, khi các tay súng che mặt xông vào buổi hòa nhạc xả súng, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Phát biểu ở Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp, đồng thời nói thêm rằng
họ đang cố gắng thu thập thông tin về vụ việc. Nhà Trắng cũng cho biết những hình ảnh về vụ nổ súng là không thể xem nổi, trong khi Bộ Ngoại giao Đức gọi những hình ảnh này là kinh hoàng. Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo công dân Mỹ ở Moscow nên tránh khu vực này, làm theo hướng dẫn của cơ quan an ninh địa phương và theo dõi thông tin cập nhật của truyền thông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công. Trên kênh Telegram, bà Zakharova gọi đây là tội ác ghê tởm xảy ra ngay trước mắt toàn thể nhân loại. Bên cạnh đó, được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krokod Moscow, Nga tối ngày 22 tháng 3 năm 2024 giờ địa phương, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày 23 tháng 3, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ngày 23 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi đến chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin và liên hệ ngay với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân 7916682-1617 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân tại Việt Nam 8498-1848-484 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương hôm 22 tháng 3 khi các tay súng xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua. Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông Ahmad của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cộng đồng quốc tế chia buồn với Nga, lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Reuters trích dẫn tuyên bố từ Liên Hiệp Quốc cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát. Tuyên bố nêu rõ, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc những thủ phạm, những người tổ chức tài trợ cho hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và được đưa ra công lý. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.